Hello tất cả các bác. Phương Súp xin gửi lời chào thân thương tới đại gia đình yêu âm thanh. Ngày hôm nay thì Phương Súp sẽ lên sóng giới thiệu về một vài cái modem súp mới đời cao mà anh Phương đang có này các bác này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bị thu hút bởi cái con nào trong những con này các bác. Đấy. Không biết là các bác ánh mắt đã dồn vào em nào rồi. Hãy cho anh Phương biết bằng cách bình luận phía dưới nào. Với lại những bác nào mà theo dõi kênh của anh Phương mà muốn tìm hiểu cũng như là muốn tư vấn trải nghiệm các thiết bị âm thanh Mỹ thì mời các bác hãy cùng nhấn nút đăng ký kênh bằng nút màu đỏ phía dưới. Đấy. Khi nhấn nút đăng ký kênh mua hàng sẽ được giảm giá các bác nhá. Cứ bảo là đăng ký kênh rồi mua hàng được giảm giá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ một cái quả súp Mỹ mới về, đó là dòng súp 118S. Một con súp mới cứng cựa luôn các bác. Hàng bãi nhưng mà các bác nhìn còn nguyên tem cờ của Mỹ. Và bát còn xanh nét, đẹp xuất sắc luôn các bác. Đã được dán tem kiểm định của bên anh Phương rồi. Một con súp 118 mới cứng. Đẹp. Đây, hàng xịn. Với con súp này thì ngày hôm nay sẽ bán vui vẻ và giao lưu các bác với giá rất tốt. Các bác nào đầu tư không? Con này bình thường em đang bán, ở thị trường đang bán nó rơi vào tầm khoảng 11 triệu rưỡi quả này. Ngày hôm nay sẽ dành riêng một quả này nhá, thỉnh thoảng bán giao lưu để cho các bác đăng ký kênh cho nó vui này. Ngày hôm nay sẽ bán con này giảm giá 1 triệu đồng với giá 10 triệu 500 ngàn đồng cho con này. 10 triệu 500 ngàn đồng cho con súp 118 ngày hôm nay, duy nhất một quả các bác nhá. Hàng có những modem em sẽ bán giảm giá để giao lưu. Đấy. Còn sang bên này chúng ta sẽ có thêm một con súp 3 khoang đẹp xuất sắc. Đây là dòng súp 4 số dành cho những bác nào có khả năng đầu tư cao và muốn lựa chọn những cái dòng súp đời cao hẳn lên thì chúng ta sử dụng cho em con súp này. Cái bát các bác nhìn, bát 3 khoang đẹp xuất sắc, sáng choang, bừng sáng cả một góc nhà luôn. Dành cho những bác nào có phòng đẹp và khả năng gọi là chơi những dòng đời cao. Súp 4718X. Các bác lưu ý đây là hàng xịn nhá. 4718X lưu ý là hàng xịn, giá thành nó khác với những hàng nôm cơm. Còn nôm cơm như thế nào các bác cố gắng tìm hiểu cho em. Em cũng không muốn nói nhiều về cái chuyện là hàng nôm cơm. Đấy, mua thì tìm hiểu những đơn vị anh em bán hàng chuẩn xịn để chúng ta mua. Các bác nhìn nó mới chưa? Sản xuất lắp ráp tại Mỹ. 4718X. Con này hiện tại đang có giá là 24 triệu. Nếu các bác mua hàng nôm cơm thì con này nó loanh quanh đâu đó tầm 19 triệu cho đến 21 triệu. Anh em đang bán tầm đấy. Nhiều bác cứ thấy là người ta bán rẻ thì mua rẻ, bảo cái ông Phương này ông bán đắt thế. Nhưng mà xin phép các bác là ông Phương không bán hàng xịn. Còn đâu các bác mua 18 đến 21 triệu nó là hàng nhái. Không mua được giá xịn với giá đấy đâu các bác nhá. Và đặc biệt là con ngày hôm nay là con 3 khoang đẹp xuất sắc luôn nhá. 24 triệu. Sang bên này chúng ta sẽ có một modem súp điện. Đó là dòng Banel 50. Dòng súp Eon 518S. Con này với thiết kế vỏ thùng gỗ sạch sẽ. Mặt của nó là mặt ốp nhựa. Đấy. Đây các bác này. 518S. Con này là dòng Banel, chạy điện đa cầu điện, chạy từ 120 auto cho đến 220. Con này thì cốt tự động, chúng ta không phải chỉnh cốt liên quan gì cả, chúng ta chỉ cần vặn to nhỏ thôi. Cho nên là những cái dòng súp điện của Mỹ, nhiều bác cứ hỏi nó đánh có hay không thì xin thưa các bác là chỉ sợ không có tiền thôi. Chứ còn lên đến dòng súp điện của Mỹ nó khác hoàn toàn với súp của tàu. Súp của tàu thì chúng ta phải chỉnh bằng tay, rồi là chúng ta phải chỉnh cốt. Còn những con này nó lại thứ nhất là nó dòng đời là đời cao. Nó là dòng bắt neo. Cái thứ hai là hoàn toàn cốt của nó là cốt tự động, chúng ta không phải can thiệp đến chuyện cắt cốt. Cho nên là mỗi một bản nhạc khi mà ra tiếng chúng ta thấy rằng là nó khác nhau thì chúng ta sử dụng cái con này chúng ta có thể chỉnh được cốt luôn. Nó cốt nó tự nhận diện luôn. Đấy. 47, à đây là con 518S với giá đầu tư của nó là 23 triệu một quả này. 23 triệu quả này. Anh em nào đến tận nơi sẽ để cho các bác với giá là 22 triệu 500. Sang bên này chúng ta sẽ có một quả súp của hãng RCF bát 50 từ 22 con 100. Về kích thước chiều ngang của con này nó rơi vào 54 phân. Chiều sâu của nó rơi vào là 70, nếu em nhớ không nhầm thì như nó 73 hay là 70. Đấy, cái tầm như thế. Em đã đo rồi nhưng mà quên rồi. Tầm như thế. Con này thiên về chiều sâu. Và thùng súp khá là đẹp. Thùng vỏ gỗ.
súp công suất của nó là 600W, độ giải tần của nó đánh xuống đến 35 Hz. Đấy. Độ nhạy 96 dB đánh ở trở kháng 8 ohm. Hàng này là RCF với công nghệ của Đức các bác nhé. Đây. Với con này hiện tại đang có giá là 6 triệu đồng các bác, 6 triệu đồng. Giá này là giá tại cửa hàng các bác nhé. Giá ship của nó sẽ là 6.500.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu đầu tư đến dòng súp RCF Bass 2 từ 22 coi 100, chúng ta hãy đầu tư đến con này. Con này thì đánh gia đình cũng được mà đánh sự kiện cũng được. 6 triệu đồng một quả này các bác nhé. Con này có thể đặt ở tư thế đứng như thế này hoặc tư thế nằm. Đây là người ta thiết kế theo hai phong cách. Ví dụ các bác để đứng như này, các bác có thể trồng một đôi loa lên đây, cắm vào lỗ này. Còn các bác để nằm thì sẽ có một cái lỗ ở đây, chúng ta sẽ trồng loa lên đây. Đấy. Như vậy là Phương Súp ngày hôm nay có rất nhiều cái modem súp để các bác đầu tư, cả súp điện, cả súp hơi. Dòng đời cao, anh em nào đầu tư đến mã nào thì gọi cho em nhé. Số máy của em là 0971998555. Bác nào mà đã đăng ký kênh mua hàng sẽ được giảm giá từ 100 đến 200 ngàn đồng trên một sản phẩm. Đấy. Các bác lưu ý cho em là đăng ký kênh mua hàng được giảm giá. Nút đăng ký bằng nút màu đỏ phía dưới rất dễ thôi. Các bác bấm vào nút màu đỏ cho em. Bật chuông lên để nhận thông báo mới. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.